Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn hãy đến với tập 20 năm của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi Hồng Quân cùng La Băng bế quan, Nguyệt Ương mang theo 8 vị thành chủ đi gia cố các thành trì. Thần giới thứ nhất có thể bất kỳ lúc nào tấn công, nên bọn họ phải tự bảo vệ chính mình. Kiên trì 100 năm có thể làm được. Bọn họ cũng tin tưởng chỉ cần Hồng Quân xuất quan thì mọi khó khăn có thể nhanh chóng được giải quyết. Vô danh không gian tầng thứ 6 tại Bạch Hổ Thành. Tiểu Phượng cô nương có tin tức tốt đây. Triệu Vân Hưng ha ha cười đi vào tiểu viện, nơi mà Phượng Hy vẫn thường xuyên tu luyện. Từ ngày Hồng Quân phi thăng, Phượng Hy vẫn ở chỗ này tu luyện, không có đi ra ngoài, tranh thủ từng phút thời gian để nhanh chóng phi thăng cùng đoàn tụ với Hồng Quân. Triệu tướng quân, có chuyện gì mà tin tức tốt, lại còn đích thân ngài đến đây nữa? Phượng Hy cũng đang phân vân xem có chuyện gì xảy ra, thần thức nhanh chóng phủ ra khỏi đình viện. Tiểu Phượng! Một vẻ mặt cười cười chính là Cổ Bàn đang đứng bên cạnh Triệu Vân Hưng. Tiểu Bàn ca ca! Phượng Hy hai mắt như muốn nhỏ lệ, từ khi Hồng Quân phi thăng, nàng chỉ còn một mình và cảm thấy cô độc. Giờ thấy được Cổ Bàn khiến cho bao nhiêu tâm tư có cơ hội bộc phát. Sau khi Hồng Quân phi thăng lên tầng 7 thì Cổ Bàn vẫn một mực tĩnh lặng tu luyện. Hơn 100 năm sau hắn mới rời ra ngoài. Những năm qua, mặc dù Hồng Quân phi thăng lên tầng 7 nhưng Triệu Vân Hưng vẫn phái người đi tìm Cổ Bàn. Sau khi Cổ Bàn xuất hiện ở một tòa thành trì thì rất nhanh chóng bị người của Triệu Vân Hưng phát hiện. Sau khi hỏi ra biết là người mà Triệu Vân Hưng muốn tìm thì bọn họ cực kỳ hưng phấn, đem Cổ Bàn đến ngay Bạch Hổ Thành. Vì Cổ Bàn quay trở lại khiến cho Triệu Vân Hưng mở đại yến tiệc. Âu Dương Phạm cũng được Triệu Vân Hưng mời tới. Một bàn chỉ có 4 người nhưng ai ai cũng hưng phấn. Cổ Bàn đến khiến cho Phượng Huy hoạt bát hơn trước rất nhiều. Âu Dương Phạm một lần nữa nhìn thấy Cổ Bàn thì cười cười. Tại thế giới của người chết này cũng chỉ có mấy người có thể khiến cho họ nói chuyện được thoải mái. Đó chính là những người đang còn sống như họ vậy. Chỉ tiếc đế quân bệ hạ cùng Hồng Quân đã phi thăng, nếu không họ gặp lại được người thì không biết cao hứng thế nào đây. Âu Dương Phạm thở dài nhìn Cổ Bàn nói, lão cũng biết Hồng Quân phi thăng thì người có nhiều ưu tư nhất chính là Cổ Bàn. Ta cũng không nghĩ các người lại ở chỗ này. Cổ Bàn cười khổ một tiếng, hắn cũng hối hận là mình đã bế quan lâu như vậy, không có cơ hội gặp được Hồng Quân. Bàn ca, có một người cùng phi thăng với Hồng Quân ca, dám chắc huynh đoán không được. Phượng Hy đưa Cổ Bàn một chén rượu, đoạn cười ha ha nói, ta không có mặt ở đây, chắc là đoán không được rồi. Cổ Bàn cũng cười ha ha. Phượng Hy muốn nói để Cổ Bàn phải đoán, thế nhưng tiếc là kế hoạch của nàng đã thất bại, Cổ Bàn cũng chẳng có hứng thú đâu mà đoán già đoán non. Để muội nói cho huynh nghe, hầu tử cùng quân ca phi thăng, trong đó có cả La Băng tỷ tỷ, người cuối cùng là ai nào? Đỗ huynh đoán được đấy. Âu Dương Nguyên Soái ở đây, dám chắc không phải là người của chúng ta. Mà không phải, người của chúng ta thì chỉ có một người, Cương Thi nhất tộc, có phải là Ngân Nhãn Cương Thi Hoàng Huống Thiên Minh không? Cổ Bàn cười chậm rãi nói. Phượng Hy vẫn đang còn trợn mắt há mồm, chưa kịp khép lại, ngay cả Âu Dương Phạm cũng kinh ngạc nhìn Cổ Bàn. Bọn họ không nghĩ tới Cổ Bàn có thể đoán được chuyện này. Bàn ca, huynh như thế nào mà đoán được vậy? Phượng Hy với ánh mắt chờ mong nhìn Cổ Bàn, nàng từ trên xuống dưới đánh giá lại Cổ Bàn. Khi ta tới, có người đã nói cho ta, có một con người có mắt màu vàng và một con mắt màu bạc rất lợi hại, gọi là Huống Thiên Minh, hơn nữa cùng Hồng Quân phi thăng. Phượng Hy cùng Âu Dương Phạm đều ngẩn ra, con tầng Cổ Bàn lợi hại đến như vậy, ai ngờ hắn lại nghe được người khác nói, bày đặt thần thần bí bí, suy suy luận luận. Nghe xong Âu Dương Phạm chỉ còn cách là cười ha ha nửa ngày. Nguyên lai là như vậy, bàn ca, huynh thật xấu, đã biết rồi còn trêu chọc chúng ta. Phượng Hy cũng cười cười, những người có thể vui vẻ được như thế khi ở thế giới này có lẽ chỉ có họ. Muội hỏi thì ta trả lời, có gì đâu mà trêu muội. Cổ Bàn mỉm cười, trong lòng rất vui vẻ, từ khi vào vô danh không gian này, đây là lần đầu tiên hắn cười nhiều như thế. Không biết tiểu quân ở tầng trên thế nào, chúng ta cần khẩn trương tu luyện thôi. Cổ Bàn ngẩng đầu nhìn lên, từ trước tới nay hắn so với Hồng Quân vẫn chậm hơn một bước. Không nghĩ tới vô danh không gian này ngàn ngàn năm Hồng Quân đã sớm trở thành thần nhân.
Tốt rồi, Bàn ca, huynh cùng ở chỗ này cùng chúng ta tu luyện, muội cũng sẽ hết cô đơn. Chúng ta có thể cùng nhau phi thăng, gặp lại quân ca rồi. Chúng ta cùng nhau cố gắng tu luyện, sớm ngày được gặp tiểu quân. Cô Bàn ha ha cười, mặc kệ nói như thế nào thì những tin tức này cũng khiến hắn rất vui vẻ. Tại Hoàng Sa Thành, 50 thành chủ của các tòa thành trì phụ cận đã được Thạch Liễu Tín mời đến thương nghị về vụ 9 tòa thành trì đã bị người của thần giới thứ 2 chiếm được. Hồng quân đánh vào bắt đại thành trì, mặc dù phần lớn cao thủ đã bị huyền hổ thú giết chết, nhưng một yếu tố nữa không kém phần quan trọng, đó là cư dân sinh sống xung quanh các tòa thành trì này đồng loạt bạo động, nổi loạn. Vô luận là Hoàng Sa Thành hay các tòa thành trì khác, giờ này quản lý các thôn trang xung quanh rất nghiêm. Những người ở thôn trang này bất luận là thế nào cũng không được tiến vào thành trì, một khi bị phát hiện giết chết không tha. Ngay cả người ngoài cũng không vào được của thôn trang sinh sống. Nếu biết mà không báo thì người của thần giới thứ nhất không ngại mất mặt đổ thôn ngay lập tức. Lực chấn áp càng ngày càng mạnh thì lực phản kháng cũng càng mạnh. Sau khi 50 thành trì đến Hoàng Sa Thành để thương nghị thì có một vài thôn trang lân cận đã bạo động. Nhưng đó chỉ là những bạo động của thôn trang nên không là đối thủ của quân đội. Thần nhân của thần giới thứ hai chết đi rất nhiều. Cuộc bạo động nhanh chóng bị quân đội của thần giới thứ nhất đè bẹp. Bị thần giới thứ nhất chấn áp, cuộc bạo động cũng biến mất. Điều này khiến cho thần giới thứ hai hiểu được, không phải cứ vậy, cứ cậy mạnh là có thể thành công. Từ đó họ không hề bạo động mà chỉ âm thầm truyền tin tức, liên lạc. Mặc dù không có người vãng lai ở các thôn này, nhưng những tin tức lại được truyền đi nhiều hơn. Cũng có người đề nghị liên lạc với Hồng Quân Thành, nhờ Hồng Quân Thành trợ giúp chiếm đoạt các tòa thành trì này. Nghịch Ương đương nhiên biết điều này, thế nhưng Hồng Quân còn chưa có xuất quan, ai cũng không dám đáp ứng. Điều đó khiến cho những phong trào này tạm lắng xuống. Sau 100 năm sau mới có đáp án chính thức cho bọn họ. Tại Hoàng Sa Thành, thành chủ phủ, thành chủ Thạch Liễu Tín cùng mấy vị trưởng lão trung thành, bên cạnh còn có 50 vị thành chủ khác bí mật thương thảo làm cách nào chinh phạt Hồng Quân Thành. Thạch thành chủ, tất cả ý tứ tùy thuộc vào ngài. Chúng ta có nhiều thành trì, có nhiều người, chắc chắn không dưới những thành trì nho nhỏ của họ đâu. Hắc Mang Thành, thành chủ Lý Phong lớn tiếng nói. Lý Phong vốn là gia tướng của Thạch gia, tự nhiên là đứng về phía Hoàng Sa Thành rồi. Lý thành chủ, không thể nói như vậy được. Theo ta được biết, Lạc Phượng Thành chỉ có hai người đánh là đã chiếm được Luyện Hỏa Thành, bát đại thành chủ, sau khi đi huyền tinh thiết quáng, rốt cuộc không có trở về. Bọn họ tuy chỉ có 9 tòa thành, nhưng đặc biệt không đơn giản đâu. Chúng ta phải điều tra rõ ràng rồi mới quyết định được. Áo Lan Thành thành chủ Liên Vựng nhẹ nhàng gõ tay trên mặt bàn, chậm rãi nói. Khi hắn lên tiếng thì đại đa số thành chủ ủng hộ. 9 thành trì kia thực sự có nhiều điểm quỷ dị, không điều tra kỹ càng thì đừng có dại mà tấn công loạn vào. Liên thành chủ nói rất đúng, Cao trưởng lão hãy đem những thông tin chúng ta điều tra được công báo cho các thành chủ đi. Thạch Liễu Tín có chút gật đầu, hắn đã sớm điều tra Hồng Quân Thành. Tuy nhiên với tính cách của hắn thì những tin tức trọng yếu hắn không bao giờ để lộ ra ngoài. Rõ, thành chủ đại nhân. Người được gọi là Cao trưởng lão đứng lên chậm rãi nói. Căn cứ theo tin tức của những người chạy thoát từ Lạc Phượng Thành thì thành chủ và phó thành chủ của Lạc Phượng Thành là Liêu Kiến, Liêu Kiệt cùng Nghịch Cương thủ lĩnh của Thánh Giới Thôn giao đấu. Vốn dĩ đây là kế hoạch của hai vị thành chủ. Kết quả là trong khi giao đấu, Nghịch Cương không biết từ chỗ nào lôi ra một thanh thần khí khiến cho Liêu Kiệt bị đánh bại. Liêu Kiệt bị đánh bại ư? Đã có người kinh hô, những vị thành chủ này đối với Liêu Kiến và Liêu Kiệt không có gì xa lạ. Liêu Kiệt là kiếm tiên nên lực công kích vô cùng cao, lại có thần khí mà vẫn bị một gã trưởng thôn đánh bại, thật có điểm không thể chấp nhận. Không sai, Liêu Kiệt đã thất bại, không tính là gì. Nhưng trước khi giao đấu, Nghịch Cương đưa ra một lời cá cược, nếu Liêu Kiệt thua, phải mất đi Lạc Phượng Thành. Cao trưởng lão, thế vụ cá độ này không công bằng rồi. Nghịch Cương hắn dựa vào cái gì để cá độ cả Lạc Phượng Thành đây? Liêu Kiến như thế nào lại chấp nhận điều kiện này? Trước khi giao đấu, Nghịch Cương và một gã tên là Hồng Quân, chỉ là một hạ phẩm thần nhân, đã đưa ra ba trận đạo quyền trục. Chính vì ba trận đạo quyền trục đó, Liêu Kiến mới chấp nhận cá độ. Cao trưởng lão cười cười, bọn họ cũng chỉ là được kể lại nên những chi tiết chính cũng biết được hết. Trận đạo quyền trục cứ ba quyền. Các vị thành chủ sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cho dù là thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai thì những người tinh thông trận pháp rất ít.
ba quyển trận đạo thì quá sức hấp dẫn. Chính là ba quyển trận đạo họ mới đáp ứng. Kết quả cuối cùng Liêu Kiến thua, coi như Lạc Phượng Thành cũng thua. Cao trưởng lão lại cười cười nói: Lạc Phượng Thành thua, nhưng họ không có ý định thực hiện cá cược. Liêu Kiến từ chức vụ thành chủ để cho người của Thánh Giới Thôn không được cái gì. Cao trưởng lão, sau này tại sao Lạc Phượng Thành lại rơi vào tay bọn họ vậy? Lý Phong vội vàng hỏi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này đầy đủ và chính xác. Sau khi giao đấu, Liêu Kiến trở mặt vì muốn cướp lại trận đạo quyền trục nên đã phái đi 10,000 thần nhân đối phó với tên hạ phẩm thần nhân gọi là Hồng Quân kia. 10,000? Cái tên gọi là Hồng Quân kia chết chắc rồi. Lý Phong kêu lên sợ hãi, đối phó với một hạ phẩm thần nhân mà xuất ra 10,000 thần nhân, hết chỗ để mà nói. Lý Thành Chủ, lần này ngài sai rồi. Cái gã gọi là Hồng Quân đó tiếp nhận sự công kích của 10,000 thần nhân, hắn không những không chết mà chỉ một chiêu giết chết 7,000 thần nhân, những người còn lại đều bị trọng thương. Nhất chiêu 7,000? Tất cả các thành chủ đều trợn tròn mắt. Tất cả bọn họ liên thủ thì cũng không thể trong một chiêu mà giết được nhiều người như vậy. Đúng vậy, chỉ một chiêu khiến cho 7,000 thần nhân thiệt mạng, những người còn lại cũng trọng thương. Liêu Kiến cũng thấy gã Hồng Quân kia không tầm thường, liền mang theo thực hạ quay về thành. Một chiêu và giết chết 7,000 thần nhân ư? 50 vị thành chủ bỗng dưng hít phải một trận hàn khí. Đánh chết bọn họ cũng không tin Hồng Quân là hạ phẩm thần nhân. Thạch thành chủ, hay là chúng ta tập trung thật nhiều cao thủ đến đây, khi tập trung được nhiều cao thủ như vậy thì chúng ta mới đi tới quyết định đi. Một vị thành chủ đề nghị, cùng với Hoàng Sa Thành giống nhau, họ cũng không dám chắc sẽ có nhiều cao thủ sẽ tới bang chợ. Đừng nóng vội, Vương thành chủ, chờ cao trưởng lão nói xong đã. Thạch Liễu Tín có chút mỉm cười, nhìn vị thành chủ vừa đưa ra lời đề nghị kia nói. Thái độ của Thạch Liễu Tín rất trấn tĩnh, không bộc lộ một sắc thái tình cảm nào cụ thể cả. Hồng Quân sau khi giết được 7,000 thần nhân, cho Liêu Kiến 100 năm thời gian để thần nhân của Lạc Phượng Thành rời đi. Thế nhưng 30 năm sau, Hồng Quân và Nghịch Cương lại xuất hiện ở Lạc Phượng Thành. Lần này hai người bọn họ chủ động động thủ. Ở trong thành, một nửa quân đội dưới tình huống này đã bị hai người giết chết 200,000, cuối cùng chiếm được Lạc Phượng Thành. Hai người mà giết chết 200,000 ư? Các vị thành chủ có chút chết lặng. Với chuyện này, nếu là người khác nói cho bọn họ thì bọn họ sẽ coi như là một lời nói đùa. Nhưng suy nghĩ lại thì đây là trưởng lão của Hoàng Sa Thành nói ra, lại có Thạch Liễu Tín ngồi ở chỗ này, không ai là không dám tin đây là sự thật. Liêu Cẩm phái đi 20,000 thần nhân, theo như lời chính hắn nói, bọn họ đã bị một trận pháp không rõ là trận pháp gì vây khốn 20,000 đại quân đến chết. Chưa từng gặp lại họ, nhưng xem ra có lẽ đã gặp nhiều bất trắc. 20,000 thần nhân gặp một trận pháp khó ư? 50 thành chủ lại bắt đầu hét lớn. Mặc kệ là ngươi lợi hại đến như thế nào, gặp trận pháp lại chết giống nhau. Một thân tu vi của ngươi không sử dụng ra được, chẳng ngay gặp phải sát trận, căn bản không cần địch nhân ra tay, ngươi cũng chắc chắn phải chết, không còn được luân hồi nữa. Cứ như thế, Lạc Phượng Thành bị chiếm, trong khi người của thần giới thứ hai không chết một người, không bị thương lấy một người. Chỉ có Liêu Cẩm và những thần nhân sống sót cùng nhau chạy tới luyện hòa thành của Lộ Chiến Thiên. Không biết cao trưởng lão nghe những tin tức này ở đâu mà cứ như lão tự bản thân mình trải qua hoạn nạn, tả lại y chang những tình huống mà Hồng Quân Nghịch Ương chiếm được Lạc Phượng Thành. Các vị đại nhân, luyện hòa thành và Lạc Phượng Thành đem theo bắt đại thành chủ tới huyền tinh thiết quáng, các ngài đã biết chưa? Cao trưởng lão nói xong tình huống của Lạc Phượng Thành, đột nhiên đem tình huống này ra nói. Vậy huyền tinh thiết quáng không phải là nơi cư trú của huyền hổ thú sao? Có đến hơn 10,000 huyền hổ thú trưởng thành, các thành trì xung quanh đều nhìn vào nơi đó tới đỏ mắt mà không làm gì được. Thật không biết Lục Chiến Thiên hắn mò vào đó làm gì. Ở chính nơi đó, không hiểu thế nào truyền ra tiếng của gã Hồng Quân Nghịch Ương và một người nữa tên là Liễu Hàn Thư rằng bọn họ tìm được thiên thần khí, khiến cho bọn Lộ Chiến Thiên thấy có hấp dẫn mới tiến vào huyền tinh thiết quáng. Thiên thần khí ư? Các thành chủ đồng thời kinh hô. Ở chỗ này thần khí cực kỳ khó luyện, giờ nghe thấy thiên thần khí thì chỉ còn nước là chết lặng, thần kinh căng thẳng như dây đàn. 8 tòa thành, 8 đại thành chủ mang theo 16,000 thượng phẩm thần nhân đi vào huyền tinh thiết quáng dò xét, kết quả là không có một người nào thấy trở ra.
Sau khi chuyện này xảy ra thì mọi chuyện các thành chủ cũng đã biết cả. Cao trưởng lão a cười, chuyện tám đại thành trì sau khi không còn các thành chủ, phó thành chủ và các cao thủ thượng phẩm thần nhân thì đã bị thần giới thứ hai công kích và chiếm được. Chuyện này rất công khai nên mọi người ai cũng biết. Thạch thành chủ, ngài điều tra rất rõ ràng như vậy, chắc chắn cũng đã có đối sách, ngài nói đi, chúng ta đều nghe lời của ngài. Lúc trước phản đối Lý Phong là thành chủ Áo Lan Thành, Liên Vựng giờ này lại quay lại ủng hộ Thạch Liễu Tín. Đúng là chi kỷ chi bỉ, biết người biết ta mới là cao mưu trong chiến tranh. Nếu Thạch Liễu Tín đã biết tin tức rõ ràng như vậy, chắc chắn đã có biện pháp, chứ không giống như bọn họ chỉ biết những tin tức lờ mờ. Chư vị thành chủ, ý của các vị là gì? Thạch Liễu Tín cười cười, nhìn các thành chủ khác rồi hỏi. Hết thảy đều do ngài phân phó, ngài nói chúng ta nên làm thế nào? Các thành chủ đều đáp ứng. Lý Phong thì không cần phải nói, hắn từ đầu đã ủng hộ Thạch Liễu Tín, bây giờ thì hoàn toàn nghe theo kế sách của Thạch Liễu Tín. Tốt lắm, ta nói. Thạch Liễu Tín đứng lên, nhìn quanh một vòng, tạo cho các vị thành chủ khác một áp lực khó hiểu. Đã có thể xác định cái gã có tên là Hồng Quân kia là một trận pháp cao thủ. Chín thành đã bị họ chiếm đi nhiều năm như vậy, không ai dám cao đoán rằng bên ngoài thành trì không có trận pháp bảo vệ. Chuyện đầu tiên mà chúng ta muốn bàn ở đây chính là tìm kiếm một trận pháp cao thủ phá trận pháp của họ. Thạch thành chủ nói rất chính xác, nếu chúng ta phá được hết trận pháp của họ thì với nhiều người như chúng ta, đánh vào thành trì của họ cũng là một chuyện rất nhẹ nhàng. Vương thành chủ gật đầu nói, vấn đề quan trọng nhất của họ bây giờ là tìm được một trận pháp cao thủ. Thạch thành chủ, nếu sau khi chúng ta phá được trận pháp của họ, còn cái gã gọi là Hồng Quân kia một kiếm giết chết 7000 thần nhân, thực lực của hắn chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ. Điểm đấy các vị cứ an tâm, chuyện trước mắt chúng ta phải làm là tìm một trận pháp cao thủ. Nơi này chúng ta không có thì phải tìm ở những địa phương xa hơn. Mà kệ dùng cách gì cũng phải mời họ về bằng được. Còn về phần gã Hồng Quân kia, các ngươi cứ để cho chúng ta, Hoàng Sát Thành sẽ đối phó. Như thế rất tốt, Thạch thành chủ, thuộc hạ cao thủ đông đảo, lần này Hồng Quân có muốn trốn cũng trốn không thoát đâu. Các thành chủ đều gật đầu tán thành, chỉ cần không để cho bọn họ đối đầu với cái gã Hồng Quân đáng sợ kia, lại không có trận pháp uy hiếp thì họ không có việc gì phải lo cả. Cuộc họp bí mật của các thành chủ cứ như vậy chấm dứt. 50 thành chủ đều mang theo thuộc hạ của mình đi tìm trận pháp cao thủ. Trong nhất thời, lấy Hoàng Sa Thành làm trung tâm, tất cả các trận đạo, dù cao thủ hay thất thủ, cũng trở thành trung tâm của các cuộc tìm kiếm. Đại nhân, chiêu này của ngài thật cao tay, để cho bọn họ vì chúng ta bán mạng mà vẫn phải cảm tạ chúng ta nữa, ha ha. Tại hậu viện của thành chủ phủ, Cao trưởng lão đang cười với Thạch Liễu Tín. Bọn họ không hiểu được tác dụng của nhất kiếm hạ 7000 thần nhân và hai người đồ thành kinh khủng như thế nào. Căn bản là ta muốn biết tại sao tên tiểu tử kia thực lực lại đáng sợ như vậy. Đại nhân, lần này chắc chắn thiên thần khí sẽ lọt vào tay đại nhân rồi. Cao trưởng lão ha ha cười. Nói chuyện về thiên thần khí, Thạch Liễu Tín cũng cười cười. Thành chủ phủ hậu viện cũng ồn ào ồn ã, vang lên tiếng cười gian trá của hai lão cáo già. Đối với việc lực công kích của Nghịch Ương và Hồng Quân kinh khủng như vậy, Thạch Liễu Tín đều quy cho vì họ có thiên thần khí trên người. Hồng Quân bọn họ có lẽ là cảnh giới thiên thần mới có lực công kích đáng sợ như vậy. Thạch Liễu Tín lần này chỉ đoán đúng được một nửa. Đúng là Hồng Quân có thiên thần khí, nhưng khi giết chết 7000 người kia chính là thực lực của hắn. Nếu dùng thiên thần khí thì số người chết không phải 7000 mà phải là 7 vạn. Còn một điểm nữa, Hồng Quân không những có thiên thần khí mà còn có nhị lưu Hồng Mông Linh Bảo. Thạch Liễu Tín sở dĩ muốn nói để họ đối phó với Hồng Quân bởi vì họ tin tưởng rằng chỉ cần đoạt được thiên thần khí thì thực lực của họ có thể so sánh với Hồng Quân. Tại Thạch gia, địa vị của hắn cũng được đề cao lên rất nhiều lần. Nói không chừng chức vụ Thạch gia tộc tộc trưởng cũng sẽ do hắn nắm. Hơn 10 tòa thành trì bắt đầu âm thầm tìm kiếm cao thủ trận pháp. Nghịch Ương cùng 9 vị tân thành chủ đều không hay biết gì. La Băng, Hồng Quân cũng đều bế quan nên không biết là điều không có gì lạ. Mọi người trong các tòa thành trì không biết được rằng mây đen chiến tranh đã bắt đầu chậm rãi quy tụ. Bây giờ bên ngoài mặt có thể là yên tĩnh. Đúng là trước khi đại chiến bao giờ cũng có những giây phút yên tĩnh như thế này. 100 năm sau, 50 thành chủ mang theo những cao thủ trận pháp mà họ tìm được tụ tập tại Hoàng Sa Thành.
Trong 100 năm qua, họ gặp không ít những người biết về trận pháp, nhưng chính thức được gọi là cao thủ thì chỉ có 3 người mà thôi. Lam Hải Quang, trung phẩm thần nhân, sư phụ là Công Tôn Lâm, là người của thần giới thứ nhất. Hắn có thể bố trí nhị cấp trận pháp. Tại vô danh không gian tầng thứ 7 này có thể coi như là một trận pháp cao thủ, được mấy vị thành chủ phát hiện mời đến. Viên Vũ, thượng phẩm thần nhân, có thể bố trí nhị cấp trận pháp. Càng khó chính là hắn lĩnh ngộ về trận pháp còn cao thâm hơn cả Lam Hải Quang. Theo những gì hắn nói thì tam cấp trận pháp cũng không vây khốn được hắn. Lần này vì mời Viên Vũ mà mấy vị thành chủ phải đi xa tới hơn 3 ước dặm đến Thanh Quang Thành mới mời được hắn. Cuối cùng là một người, so với hai người kia thực lực là yếu nhất, nhưng địa vị lại còn muốn cao hơn. Người này đích thân do Thạch Liễu Tín mời tới, đó chính là Chu Thiên, người của Thạch gia, ngụ tại Vọng Hải Thành. Là một hạ phẩm thần nhân nhưng đã được Chu gia xưng là đệ nhất thiên tài về trận pháp. Chu gia tại vô danh không gian có thể nói địa vị còn hơn cả Thạch gia. Tại các tầng không gian thứ 7, thứ 8, thứ 9 đều là siêu cấp đại gia tộc. Chu gia tại thần giới thứ nhất, cũng chính là tại Hồng Mông không gian, vốn có một vị thiên tôn, nhưng không may vì một lý do đặc biệt mà bị chết. Chu gia tại Hồng Mông không gian địa vị cũng bị giảm theo, bây giờ đã biến thành một gia tộc bình thường. Nhưng tại Hồng Mông không gian Chu gia suy phong thì tại vô danh không gian Chu gia lại rất thương thịnh. Thiên tôn duy nhất tại tầng thứ 9 cũng chính là Chu Viêm thiên tôn. Chu Thiên vốn dĩ không muốn đi, nhưng lại nghe thấy Hồng Quân là một trận pháp cao thủ rất lợi hại, nên hắn trong lòng nổi lên máu so đấu, đi cùng với Thạch Liễu Tín đến Hoàng Sa Thành, đồng thời muốn xem trận pháp của gã Hồng Quân kia có bao nhiêu lợi hại. Ngoại trừ 3 vị trận pháp cao thủ ở trên ra, còn có tới hơn 100 vị thần nhân hiểu được trận pháp. Nhưng những người này chỉ hiểu được bề ngoài của trận pháp, nên ngay cả một trận nhất cấp cũng không bố trí được, thuần túy chỉ là cứ biết trận pháp là mời đến. Trận pháp cao thủ coi như là ổn. Thạch Liễu Tín vì đối phó với Hồng Quân nên đã chuẩn bị đến 3 vạn thượng phẩm thần nhân quân đội, cùng với 500 tử sĩ của Thạch gia. Tổng số quân của Hoàng Sa Thành lên tới 300 vạn, cùng với hơn 1.000 vạn quân của 50 tòa thành tập hợp, chuẩn bị đem quân tới Hồng Quân chiến thành, đoạt lại thành trì đã bị chiếm. Tin tức quân đội tập trung nhanh chóng đến tai bọn Nghịch Cương. Lão đang cực kỳ lo lắng thì đúng lúc này Hồng Quân xuất quan. Hồng Quân mặc dù so với Tần Vũ và đại ca Tần Tư tu luyện chậm hơn không ít, nhưng tại trận đạo thì lại có rất nhiều thiên phú, ngay cả Tần Vũ cũng tự thẹn không bằng. Khi xưa tại Tử Huyền Phủ chỉ 10 năm là có thể bố trí nhị cấp trận pháp đại môn. Mặc dù đã rời xa Tử Huyền Phủ rất nhiều năm, nhưng hắn lúc nào cũng thôi diễn trận pháp. Trong 100 năm qua, rốt cuộc hắn đã đạt tới trình độ có thể bố trí được tam cấp trận pháp. Hồng Quân vừa xuất quan liền nhận được tin báo của Liễu Hoàn Thư và Nghịch Ương tới thành chủ phủ đại sảnh tương tụ. Lúc này cũng chính là phù hợp với kế hoạch của Hồng Quân. Lần này xuất quan hắn muốn thương lượng với Nghịch Ương và Liễu Hoàn Thư. Ba người tương tụ không cần ai nói, ngay cả Lâm Lâm cũng nuôi ra ngoài, dành không gian cho ba người đàn ông. Chiến tranh tựa hồ chính là chuyện của nam nhân, cho dù có phụ nữ nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi. Sư huynh, Nghịch Ương lão ca, ta vừa mới xuất quan, có chuyện gì mà tìm ta vội vã vậy? Hồng Quân ha ha cười nói, lần này bế quan hắn có thu được chút thành tựu nên tâm tình cũng đặc biệt là tốt. Tiểu Quân, chuyện này là chuyện lớn rồi, đệ bế quan 100 năm, thế nhưng thần giới thứ nhất không có lấy một lần công kích chín tòa thành trì của chúng ta. Nghịch Ương cười khổ nói. Hồng Quân sửng sốt, chuyện này quả nhiên là ngoài sở liệu của hắn, từ lúc nào người của thần giới thứ nhất lại tốt đến như vậy? Bọn họ không tới cũng rất tốt mà, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa. Sư đệ, bọn họ không phải là buông tha cho chúng ta, mà là tiếp tục chuẩn bị. Chúng chuẩn bị 1.300 vạn thần nhân quân đội, nghe nói còn có hơn 100 trận pháp cao thủ, bây giờ đang chỉnh đốn đội ngũ, chỉ sợ không lâu sau sẽ xuất phát. Hơn 100 vị trận pháp cao thủ ư? Hồng Quân trong lòng cảm thấy căng thẳng. 1.300 vạn thần nhân quân đội hắn không để tâm, thế nhưng hơn 100 trận pháp cao thủ thì rất đau đầu. Lúc nào thần giới thứ nhất lại có nhiều cao thủ về trận pháp thế này? Phải biết rằng trận pháp cao thủ không phải dễ dàng bồi dưỡng ra. Đầu tiên là phải tính đến thiên phú, còn phải có thư quyển của trận pháp. Được như Hồng Quân có đến mấy trăm quyển trận pháp, trong vũ trụ này chỉ có khoảng 2 người, lấy đâu ra mà nhiều được. Chỉ khổ cho hắn cứ tưởng thần giới thứ nhất nhiều trận pháp cao thủ như tên gọi. Không biết, chỉ biết rằng họ tìm hơn 1.000 thành trì mới được hơn 100 người là cao thủ trận pháp này.
Liễu Hàn Thư nói, mặc dù hắn không biết tận cùng tu vi và trận pháp của Hồng Quân như thế nào, nhưng đối với số lượng của 100 cao thủ trận pháp thì cũng có chút lo lắng. Tiểu Quân, đệ có nói, sau khi xuất quan, cho chúng ta một trận kinh hãi mà. Ngụy Cương nói sau, nuốt được một cái, lão biết Hồng Quân nói chuyện kinh hãi, có nghĩa là có liên quan đến chín tòa thành trì kia. Bây giờ cũng chính là lúc thích hợp để hỏi vấn đề này. Hồng Quân cũng sửng sốt, hắn lúc trước có hứa hẹn, không biết làm thế nào, cười cười nói. Vốn là có, nhưng chuyện bây giờ ít nhất đã cần 30 năm chuẩn bị, nhưng sợ rằng thần giới thứ nhất không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Quả thật bây giờ thần giới thứ nhất đã tụ tập tại Hoàng Gia Thành, từ Hoàng Gia Thành chạy tới đây nhiều nhất cũng phải mất nửa năm thời gian. Liễu Hàn Thư cũng cho mày tính toán. Nửa năm? Mặc dù nửa năm thì đệ cũng không khiến các huynh kinh hãi, thế nhưng cũng có thể nói lên một sự tình. Hồng Quân trong đầu đột nhiên nghĩ tới biện pháp ảo diệu của mình, không quên nở ra một nụ cười. Chúng ta có thể làm gì? Hàn Thư cùng Nguyệt Ương đồng thời hỏi. Vô luận là thần hay tiên thì cũng đều phục tùng, tôn trọng thực lực cao, căn bản không có mưu kế. Cùng lắm chỉ có Lưu Cẩm dẫn dụ Hồng Quân tới Lạc Phượng Thành mà thôi. Thế nhưng tổng lại vẫn có ngoại lệ, đó chính là tiên gia hỏa Hồng Quân này. Hắn đã sống bao nhiêu năm trên địa cầu, hắn biết không biết bao nhiêu mưu sâu quan trọng. Tại cái quốc gia gọi là Trung Quốc, có lịch sử lâu đời như thế, có bao nhiêu phương pháp lấy ít thắng nhiều, lấy yếu địch mạnh, chiến lược, tất cả đều là hiệu quả của những kế sách do chính bản thân con người nghĩ ra. Chuyện này cũng rất quan trọng, đệ cũng không nói lấp lửng nữa. Chuyện này là... Hồng Quân nói hết kế hoạch của mình ra, chờ đợi Hàn Thư và Nghịch Ương đánh giá. Hai người nghe xong đều há miệng, còn thiếu hàm dưới rớt xuống đất. Nghịch Ương cuối cùng cũng kinh ngạc than vãn. Diệu kế, quả là diệu kế. Tiểu Quân, thực sự kế hoạch này ta nghĩ chỉ có đệ mới nghĩ ra được thôi. Liễu Hàn Thư cũng cảm thán nói. May mắn sư đệ là người của chúng ta, ta cũng thấy lo lắng cho người của thần giới thứ nhất, không biết họ có thể tiếp nhận đả kích lớn đến như vậy hay không. Mặc kệ họ có chịu được hay không, những tòa thành trì mà chúng ta chiếm được đâu có phải dễ dàng lọt vào tay bọn họ như vậy. Hồng Quân nói như chém đinh chặt sắt. Sư huynh, Nghịch Cương lão ca, kế hoạch của chúng ta mọi người đều đã sáng tỏ cả rồi, bây giờ các huynh quay lại thông chi cho các thành trì đi ha. Nghịch Cương và Liễu Hàn Thư đều gật đầu đồng ý. Yên tâm, chuyện này cứ giao cho chúng ta. Ngoài 3.000 dặm của Hoàng Sa Thành, nhìn vào một đám người không thấy cuối, tổng cộng có 1.300 vạn thần nhân ở cùng một chỗ, cũng đáng để xem cảnh tượng đó. Thạch Liễu Tín đứng trên một ngọn núi nhỏ, lão nhìn 1.300 vạn thần nhân, tự nhiên có một cỗ uy thế trỗi dậy trong lòng. Chúng ta bây giờ xuất phát, công kích Hồng Quân chín thành, nhớ lấy, bất kể là thành trì gì cũng không được một mình thành tẩu, đều phải theo đại đội. Trải qua mấy năm huấn luyện, những người đến từ các thành trì khác nhau dung hợp thành một thể, cộng thêm các vị thành chủ, đương nhiên không thể quên đến hơn 100 vị trận pháp cao thủ. Trên thực tế chỉ có 3 người. 3 người này cũng có chút đặc biệt, họ không giống như những trận pháp cao thủ khác là bàn bạc với những người khác. Lam Hải Quang và Viêm Vũ thì tốt, hai người thường xuyên trao đổi với nhau, đồng thời thảo luận về người còn lại, Chu Thiên. Căn bản ai cũng không có đáp án về người này, căn bản mọi người cũng biết sơ qua về hắn thông qua Thạch Liễu Tín. Một người, một gã hạ phẩm thần nhân mà cũng kiêu ngạo, đối với mọi người cũng không biết nói gì. Viêm Huynh, Huynh nói xem tạo nghệ của gã Hồng Quân kia như thế nào, chỉ bố trí một cái trận pháp mà giết chết đến 20 vạn người, ta nghĩ ta cũng khó mà làm được. Lam Hải Quang mặc dù đối với cách bố trí trận pháp của mình cũng rất có tự tin, như từ một khoảng cách xa như vậy đến Hoàng Sa Thành lại nghe danh tiếng không ngừng vang dội của Hồng Quân khiến hắn cũng có chút không yên tâm. Viên Vũ vẻ mặt cũng rất nghiêm túc hẳn lên, ngữ khí rất bình tĩnh mà đáp. Ta cũng không biết phải nói như thế nào, dù sao chúng ta cũng mới chỉ nghe qua tin đồn, chưa từng tận mắt chứng kiến. Có lẽ nói như truyền thuyết thì hắn là một thiên tài về trận pháp, có thể bố trí tam cấp trận pháp, thậm chí tứ cấp trận pháp, nhưng cũng có thể hắn chỉ biết bố trí một cái nhị cấp trận pháp đơn giản, thậm chí một cái nhị cấp khốn trận đơn giản cũng không thể bố trí. Những chuyên gia về trận đạo đều biết mạnh nhất là sát trận, nhưng cũng là cái dễ phá nhất, khó nhất là bố trí khốn trận và cũng chính là cái khó phá nhất. Mọi người không biết Hồng Quân bố trí loại trận pháp gì, chỉ biết hắn bố trí trận pháp để giết người mà thôi. Chỉ mong là thế. Thế nhưng mà dù có đánh chết ta cũng không tin hắn có thể bố trí được tứ cấp trận pháp đâu.
tứ cấp trận pháp về chuyên môn mà nói, thượng bộ thiên thần còn chưa dám khẳng định có thể bố trí được. Nghe nói viên huynh có thể phá giải một số tam cấp trận pháp đơn giản à? Lam Hải Quang con mắt cũng gần như sáng hẳn lên. Nếu ở chỗ này mà thu hoạch được chút kiến thức gì thì có lẽ đó là cách hồi báo tốt nhất. Viên Vũ cười, tam cấp trận pháp thật sự là tinh diệu, muốn phá giải thì viên vũ ta tự nhận không phá được, thế nhưng muốn thoát ra với tam cấp trận pháp muốn vây khốn ta thật không phải dễ đâu. Đối với viên vũ mà nói, tam cấp trận pháp muốn đi ra không khó, nhưng phá trận thì không thể. Thế nhưng cho dù là như thế thì trên vẻ mặt của viên vũ cũng hiện lên sự tự tin. Phải biết rằng từ tam cấp trận pháp đi ra thì có thể coi là cực kỳ khó rồi. Chà chà, viên huynh, nếu khi nào huynh rảnh rỗi có thể chỉ giáo tiểu đệ một chút được không? Lam Hải Quang trên khuôn mặt tươi cười nói. Viên vũ trên mặt vẫn tươi cười không để ý nói, ta còn tưởng là chuyện gì, chuyện này rất dễ dàng, không cần phải đợi đến sau này. Viên vũ đang nói thì trên tay bỗng nhiên xuất hiện một quyển trục. Lần này ta có chủ ý thay đổi, đổi mới một chút độ chân quý thì không hơn gì. Nếu Lam huynh để ý có thể cầm lấy mà dùng. Lam Hải Quang nhất thời sửng sốt, hắn cũng không nghĩ viên vũ lại phóng khoáng đến như vậy. Phải biết rằng một trận đạo cao thủ không bao giờ đem những sở học của mình đưa cho người khác, bởi vì trận đạo chính là pháp bảo của hắn. Hay như thần khí cũng thế, bỗng dưng đi nói với người khác mình có thần khí thì tự nhiên đã tạo thêm cho mình một tầng nguy hiểm, giảm bớt một tầng an toàn rồi. Chuyện này thật không nghĩ viên huynh có thể phóng khoáng như vậy, thật làm cho tiểu đệ khó mà tin được. Lam Hải Quang nói vậy nhưng khuôn mặt thì hưng phấn, đôi tay vẫn nhanh chóng tiếp nhận quyển trục. Bây giờ đã chuẩn bị xuất binh, hắn cũng không vội vàng xem, hơn nữa chỉ không tốt khi viên vũ nuốt lời mà thôi. Viên huynh, tiểu đệ nợ huynh ân tình này, sau này nếu có đi đến địa phương của đệ, chỉ cần huynh mở miệng, dù lên núi đao, biển lửa, đệ cũng không có chút nhíu mày. Từ người khác có được điều tốt thì phải luôn có biểu hiện như vậy, về phần này có thể tỏ vẻ không thực hiện được sao, đợi lúc việc xảy ra thì phải xem tình huống mới được. Làm huynh khách khí quá, chỉ là một chút tấm lòng thôi, không có gì là to tát cả. Viên vũ khoát tay, nói rất lớn. Tiếp theo, hắn nhìn trộm Chu Thiên một lát, đoạn nói to. Ta nói cho Lam huynh, theo ta nghĩ, Chu huynh mới thực sự là trận pháp cao thủ, chúng ta phải hướng Lam huynh lãnh giáo mới đúng. Chu Thiên nghe được họ nói, hướng bọn họ nhìn một lát, đột nhiên hừ lạnh rồi quay người lại bỏ đi, không để ý đến họ nữa. Lam Hải Quang trên mặt đổ mồ hôi lạnh, nói trộm viên vũ. Cao thủ đúng là không giống ai, thật không biết Chu Thiên đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Nhưng mà cũng hy vọng tài nghệ chấn pháp của hắn cũng được như tính tình của hắn vậy. Đến lúc đó ta cũng không cần để ý cái gã hồng quân kia nữa. Tốt lắm, xuất phát. Hai người đang nói chuyện thì âm thanh của Thạch Liễu Tín truyền đến. Âm thanh mặc dù là không lớn nhưng tại âm thanh này lại thể hiện một loại uy nghiêm, đồng thời vang lên trong tai hơn 1.300 vạn thần nhân. Hơn 1.300 vạn thần nhân đại quân hạo hạo đãng đãng nhằm hướng Hồng Quân Thành tiến tới. Hồng Quân Cửu Thành, thành ngoài cùng chính là Thái Bình Thành, hôm nay bỗng dưng có chút không bình thường. Mặc dù ở nhiều dặm xa bên ngoài Hồng Quân đã bố trí mười mấy trận pháp, nhưng thành chủ Cửu Thiên vẫn lo lắng mãi không thôi. Hơn 1.300 vạn thần nhân đại quân, nghe nói còn đến hơn 100 vị trận pháp cao thủ. Chính vì chuyện này khiến cho Cửu Thiên phát sầu. Nhớ lại câu hứa hẹn ngăn cản mọi sự tấn công trong vòng 100 năm, giờ này trên mặt lão đang từng đợt toát ra mồ hôi lạnh như là đến ngày tận thế vậy. Đừng nói là 100 năm, ngay cả 1 năm lão chịu cũng chịu không nổi. Bây giờ mặc dù lão rất sầu khổ, nhưng lão cũng đã thấy Hồng Quân xuất quan. Vì vậy những sự việc tiếp theo, cho dù là Thái Bình Thành hay bất kỳ thành trì nào, giao cho Hồng Quân làm chủ là được. Những vị thành chủ như bọn họ thì chỉ biết nghe theo và làm việc là tốt rồi. Như vậy trách nhiệm của họ cũng nhẹ nhàng hơn và dễ thở hơn. Thạch Liễu Tín mang theo các vị thành chủ khác, cộng thêm các đại tướng, cộng thêm hơn 100 vị trận pháp cao thủ, nhất nhất hướng về phía trước. Dựa theo những người chạy trốn chết thoát khỏi Hoàng Sa Thành thì phía trước không xa chính là phạm vi Hoàng Quân Chín Thành. Nhưng bây giờ liếc mắt một cái chỉ nhìn thấy một mảng hoang vu, cái gì cũng không có. Lam huynh, Viêm huynh, dựa theo những tin tức mà chúng ta có được thì ngay ở phía trước đã đến phạm vi của Hồng Quân Cửu Thành. Giờ này sao cái gì cũng không có, hay là có cái gì cổ quái ở đây? Thạch Liễu Tín mặc dù thân phận hiển hách, thực lực siêu quần, nhưng chính thức với trận pháp cao thủ thì rất tôn trọng. Hơn 100 người không có vấn đề gì, nhưng Thạch Liễu Tín thì hiểu rất rõ về phần Chu Thiên.
dọc theo đường đi nhìn những biểu hiện của hắn, Thạch Liễu Tín cho rằng tạo nghệ của Chu Thiên về trận pháp có thể coi như vượt xa bọn Viên Vũ, Lam Hải Quang rất nhiều. Chính vì vậy, hắn cũng có phân biệt cao thấp với ba người này. Thạch Thành Chủ, xin mời lui lại phía sau. Lam Hải Quang và Viên Vũ hai người đi rất gần Thạch Liễu Tín, nên khi hắn nói vậy, liền phiêu lên phía trước cẩn thận xem xét. Hai người vốn nghĩ chỗ này không có ma trận pháp bố trí, làm cho người ta không thấy được những tình huống trước mắt. Vậy chỉ có mê trận và ảo trận mà trận pháp này có thể khiến họ không phát hiện được thì ít nhất cũng phải là nhị cấp trận pháp. Nhưng suy nghĩ thì bình thường, không ai bỏ công sức ra để bố trí ở đây cái nhị cấp trận pháp như thế. Quả thật là lãng phí tâm lực và chân nguyên. Cảnh tượng phía trước không khác gì là bầu trời, một màu xám mênh mông như được bao phủ bởi một màu xám vũ khí. Nếu người nào tới đây cũng mơ hồ nhìn được cảnh tượng bốn phía, khiến hai người nhanh chóng lông mày quăn tít lại. Ảo trận, mê trận đương nhiên là đều có, nhưng đều là nhất cấp trận pháp, đương đương với phối hợp nhất cấp ảo trận cộng thêm nhất cấp mê trận phối hợp, thế nhưng lại đạt được nhị cấp trận pháp cảnh giới. Chỉ riêng điểm này, Lam Hải Quang và Viên Vũ tự nhận không thể nào làm được. Hai người trở lại trước mặt Thạch Liễu Tín, trước hết là không người chào hỏi, sau đó cau mày nói: Thạch Thành Chủ, phía trước rõ ràng là có trận pháp, thế nhưng lại có chút kỳ quái. Rõ ràng là đơn giản trận pháp, nhất cấp ảo trận và mê trận, nhưng lại cộng hưởng với nhau, tạo nên nhị cấp trận pháp. Chính là hai người chúng ta vào cũng phải hao tốn không ít thời gian. Như vậy gã Hồng Quân kia là một kỳ tài ngút trời, tại tạo nghệ trận pháp không biết cao hơn chúng ta bao nhiêu lần. Ồ, Thạch Liễu Tín cũng nhíu mày. Vốn khi hai người này đến đây thì cũng đã rất tự tin rồi, nhưng khi nghe những sự tích về Hồng Quân thì họ cũng có chút do dự. Đến bây giờ trực tiếp nhìn Hồng Quân bố trí trận pháp thì họ cũng tuyên bố mình không phải chỉ kém hơn Hồng Quân chỉ có nửa điểm. Nếu không phá được trận pháp của Hồng Quân thì cho dù có kéo thêm quân đội đến đây nữa thì cũng không có giải quyết được chuyện gì. Lam Huynh, Viên Huynh, chỉ cần hai vị đi trước phá đi trận pháp mê trận và ảo trận, có lẽ Hồng Quân chỉ có thiên phú về mê trận và ảo trận khiến cho gia tăng gấp đôi cấp độ thôi. Thạch Liễu Tín không muốn ở đây đả kích hai người, chỉ còn cách là cổ vũ cho họ mà thôi. Rõ, Thạch Thành Chủ, chỉ trong vòng 10 ngày, hai người chúng ta sẽ phá được mê trận và ảo trận. Hai người vỗ ngực cam đoan, lập tức đi vào mê trận và ảo trận. Chu Huynh, Huynh xem Lam Hải Quang và Viên Vũ là hai người thế nào? Thạch Liễu Tín đi tới bên người Chu Thiên liền hỏi. Chu Thiên từ đầu tới giờ vẫn không hay nói chuyện, hướng về địa phương hai người vừa đi vào, nhìn cẩn thận đoạn nói. Nếu hai người bọn họ trong vòng 10 ngày có thể phá được mê trận và ảo trận, vậy coi như chính là trận pháp cao thủ. Thạch Thành Chủ nên lưu lại họ, lại ngày sau có thể dùng. Chu Thiên cũng biết địa vị của Thạch Liễu Tín, hắn chính là trụ cột của những tòa thành trì còn lại, nên cũng không dám không trả lời. Thạch Liễu Tín hai mắt nhìn về phía trước, có vẻ như đồng ý, gật gật đầu tiếp tục hỏi. Theo Chu Huynh thì đánh giá Hồng Quân như thế nào? Thật kỳ lạ là Chu Thiên bỗng dưng nở nụ cười tán dương nói. Nhân tài, tuyệt đối là nhân tài. Bây giờ hắn chỉ có thể mê trận và ảo trận đơn giản như thế này. Đối với việc giải thích về trận đạo so với ta không có kém bao nhiêu. Nếu hắn có mấy trăm quyển trận đạo, quyển trục thì thành tựu của hắn chắc chắn không hề kém ta. Chu Thiên rất tự tin, mặc dù mới nhìn thấy mê trận và ảo trận, thế nhưng có thể nhìn ra Hồng Quân về giải thích trận đạo có thể so sánh với hắn. Nhưng Chu Thiên nhất mực không tin Hồng Quân có đến mấy trăm trận đạo quyển trục. Tại lịch sử của vô danh không gian, chỉ có Chu Thiên, Chu Gia mới có nhiều lưu trữ đến như vậy. Thạch Thành Chủ, Chu Thiên dường như muốn nói cái gì? Ta nghĩ theo cách làm của Hồng Quân, Thành Chủ cũng nên không cần để ý đến địa vị của thần giới thứ hai. Một nhân tài như vậy nên được trọng dụng. Lần này ta đi đến đây cũng coi như không lãng phí chuyến đi này rồi. Thạch Liễu Tín nghe vậy thì sửng sốt hồi lâu, sau đó nhờ Chu Thiên tính toán, hắn nói: Chu Huynh, không nghĩ Huynh đánh giá gã Hồng Quân này cao như vậy. Chu Thiên cũng nhìn đi chỗ khác, không thèm để ý đến Thạch Liễu Tín nữa, thái độ ngạo mạn tới cực điểm. Lại nói đến Lam Hải Quang và Viên Vũ, sau khi tiến vào trận pháp đơn giản của Hồng Quân là hai cái nhất cấp trận pháp mê trận cùng ảo trận bắt đầu nhàm chán phá giải. Nó là nhàm chán vì Hồng Quân bố trí rất nhiều. Vì cứ phá được một cái ảo trận thì lại xuất hiện một cái mê trận, mất đi cái này lại bổ sung cái kia, mà muốn phá được đại trận thì phải tìm được trận cơ, muốn vào được trận cơ thì phải đi qua một số ảo trận và mê trận,
Điều này khiến cho hai người sầu khổ không thôi. Hồng Quân đối với trận đạo tạo nghệ bất phàm, một mê trận cùng với ảo trận đơn giản, nhưng hắn lại lợi dụng 10 cái trận pháp đơn giản như thế tạo thành một cái mê huyễn đại trận. Thạch Liễu Tín cứ như vậy mang theo hơn 1.300 vạn thần nhân chờ ở bên ngoài, mà một tháng đã trôi qua, mặc dù thời gian dài hơn dự kiến, nhưng cũng không làm hắn thất vọng. Màu xám vũ khí dần dần được tán đi, lộ ra hình dáng của đại địa. Lam Hải Quang và Viên Vũ đứng ở giữa, nhìn hình dáng trông mệt mỏi vô cùng. Thấy hình dáng hai người, Thạch Liễu Tín hoan nghênh đi tới. Lam huynh, Viên huynh, cực khổ cho hai người rồi, trước hết hãy nghỉ ngơi 2 ngày đi đã. Cái cần nói thì phải nói vào đúng lúc, mặc dù trước khi đi vào, hai người họ hứa hẹn 10 ngày, nhưng phải đến 1 tháng mới phá được trận. Nhưng dựa theo lời Chu Thiên nói, trận pháp này cũng khá khó phá. Thạch Thành Chủ, hai huynh đệ chúng tôi thật xấu hổ, cứ tưởng rằng trong vòng 10 ngày là có thể phá được trận, mà đã kéo dài tới 1 tháng, lại để Thành Chủ ở đây chờ đợi và quan tâm. Hai người mặc dù biết Hồng Quân lợi hại, nhưng giờ thấy Thạch Liễu Tín lấy lễ đối đãi, bọn họ cũng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Phá giải trận pháp bên ngoài Thái Bình Thành, đội quân của thần giới thứ nhất tiến vào được hơn 1.000 dặm, rốt cuộc có thể mơ hồ nhìn thấy Thái Bình Thành. Vốn dĩ đã có tư tưởng từ trước, nên Thạch Liễu Tín cũng không nóng lòng đi tiếp, mà dừng lại nghỉ ngơi, để nguyên cho Lam Hải Quang và Viên Vũ nghỉ ngơi. Nhìn tình huống trước mắt, có lẽ Thạch Liễu Tín cũng sẽ không lập tức sử dụng ngay Chu Thiên, vì Chu Thiên chính là con át chủ bài của hắn. Trên Thái Bình Thành, Hồng Quân, Nghịch Ương, Hàn Thư đang ngồi cùng một chỗ. Ở giữa, Liễu Hàn Thư và Nghịch Ương có một chiếc bàn đá lớn. Còn tưởng trận pháp cao thủ của thần giới thứ nhất có bao nhiêu lợi hại, 1 tháng thời gian mới có thể phá đi cái mê trận đơn giản ở bên ngoài. Không biết họ đánh đến Thái Bình Thành thì rốt cuộc cần đến bao nhiêu thời gian đây? Ta còn muốn bỏ bớt đi một ít trận pháp. Kế sách của Hồng Quân là thần giới thứ nhất phải đánh đến đây mới được, mà các trận pháp cao thủ của thần giới thứ nhất thì phải mất đến 1 tháng trời mới phá được một cái mê trận đơn giản. Những điểm ấy khiến cho Hồng Quân có chút thất vọng. Không nghĩ được, cùng với trận pháp cao thủ của thần giới thứ nhất đánh ra, tiểu quân cũng không đơn giản tùy tiện chơi đùa với mấy người. Những trận pháp đơn giản này đã khiến cho chúng đau đầu rồi. Nghịch Ương ha ha cười nói. Thế nhưng tiểu quân, đệ có nghĩ tới trận pháp càng khó thì tỷ lệ họ rút lui càng lớn không? Đã làm cho chúng ta mất công mất sức đến đây thủ thành. Nghịch Ương lão ca nói chuyện đấy thật đúng. Đối với bọn họ, khó khăn càng lớn, giống như chúng ta toàn lực thì kế hoạch này mới giống thật được. Liễu Hàn Thư hăng hắc cười nói. Thế nhưng Nghịch Ương lão ca, chiếu tướng. Nghịch Ương mở to mắt nhìn bàn cờ, chiếu hết. Nghịch Ương lão ca, là đệ thắng rồi. Hồng Quân cười ha ha, lôi Nghịch Ương đến trước mặt Hàn Thư đang ngồi. Đệ đột nhiên có chút không thoải mái. Nghịch Ương lão ca, hay là huynh đến bờ luyện với sư đệ đi ha. Hàn Thư mới nói xong đã định đứng lên để chuồn. Đệ thật là không biết xấu hổ mà. Đệ vừa mới nói như vậy, ta cũng cảm thấy cơ hồ không được khỏe. Nghịch Cương cũng học theo Hàn Thư, làm ra vẻ mệt mỏi lắm, muốn đi về nghỉ. Hồng Quân nhất thời cũng sửng sốt. Hai người này thật sự là vô sỉ. Cảnh giới đã đến tầm này rồi mà còn tìm cái lý do là cơ thể không thoải mái. Đây là một loại cờ của Trung Quốc, chính là do Hồng Quân đưa cho hai người kia. Có lẽ hắn vì thua Nghịch Cương nhiều quá nên quyết tâm trả thù. Nhưng đối với loại cờ này thì vô luận là Nghịch Cương hay Hàn Thư đối mặt với Hồng Quân đều không có lực chống cự. Chính vì thế, hai gã này tìm cách chuồn để không phải cùng Hồng Quân đánh cờ. Người nào cũng đưa đẩy, đổ trách nhiệm cho người khác để không phải đánh cờ với Hồng Quân. Đúng là mấy tên gia hỏa mất nết, địch đánh đến nơi rồi mà vẫn còn ngồi đó chơi đùa. Hoàng Sa Thành được tạo thành bởi hơn 1.300 vạn liên quân. Sau khi Lam Hải Quang và Viên Vũ phá được trận của Hồng Quân thì tin tức nhanh chóng lan truyền. Ngay cả 50 vị thành chủ cũng cao hứng hẳn lên. Thần giới thứ hai không có trận pháp cao thủ bảo vệ thì dù có nhiều người hơn nữa cũng không có chuyên nghiệp như là 1.300 vạn đại quân của Liên Quân. Thái Bình Thành trước đây chính là Hoàng Lương Thành, hôm nay phải đối diện với đông hơn họ 1.000 vạn đại quân. Trong khi đó, Thạch Liễu Tín thì nghỉ ngơi phục hồi 3 năm, không sợ người trong thành bỏ chạy trốn hay đi cầu viện ở những tòa thành khác. Người nói thần giới thứ nhất sau khi phá trận vẫn không đánh tới mà vẫn còn nghỉ ngơi sao? Hồng Quân cau mày, trên tay lôi kéo Nghịch Ương ngồi xuống đánh cờ, thật lâu không buông quân cờ xuống. Hồi bẩm Hồng Thiên Sinh, đích xác là như vậy.
Cửu đại nhân muốn hỏi chủ ý của đại nhân là bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào ạ? Thần nhân đưa tin tức này, cung kính nói, tất cả thần nhân của 9 tòa thành trì đều có hồng quân như thần tượng, người đưa tin cũng không ngoại lệ. Được, ngươi về trước đi, báo với Cửu đại nhân, không cần gấp, chúng ta sau đó sẽ đến. Hồi lâu sau, quân cờ cũng được buông xuống, trong lòng cũng khẩn cấp nghĩ các kế sách. Chiếu tướng! Người cương trợn tròn mắt, hồng quân hạ con pháo xuống, vô luận là hắn làm như thế nào thì cứ khi hạ cờ xuống đều là chiếu tướng. Căn bản là hồi nãy hồng quân không có tính toán, không biết vừa rồi hắn tưởng đến tình huống của Thái Bình Thành hay là cao thủ thực sự chơi cờ. Nghịch cương lão ca, cuộc sống ăn nhàn hết rồi, chúng ta đi thôi. Hồng quân ha ha cười, cũng không cần nhìn bàn cờ, đứng dậy rất thoải mái, hô một hơi rồi đi thẳng ra bên ngoài. Bên trong Thái Bình Thành, Cửu Thiên sau khi nghe được tin tức từ hồng quân thì thở ra nhẹ nhõm. Thái Bình Thành đại bộ phận thần nhân đã được hồng quân cho lui ra khỏi thành. Hôm nay Thái Bình Thành chỉ còn khoảng 200 vạn thần nhân binh sĩ. Nếu mà nói là thành trống thì cũng không có gì là quá đáng cả. Hôm nay thần giới thứ nhất nếu toàn lực tấn công, đừng nói là chống đỡ 100 năm, ngay cả 3 ngày cũng là giỏi lắm rồi. Bên ngoài Thái Bình Thành, quân địch thì 3 năm trôi qua mà vẫn không có đánh vào. Bọn chúng cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn người của thần giới thứ hai rời đi. 50 vị thành chủ đi theo Thạch Liễu Tín đều rất nóng nảy, đã tập trung lại quyết đi tìm Thạch Liễu Tín để hỏi rõ nguyên nhân. Thạch thành chủ, quân ta giờ này sĩ khí đúng là hưng vượng nhất rồi, vì sao dừng lại lâu như vậy? Không lẽ muốn để địch nhân toàn bộ chạy mất sao? Liên vượng thành chủ nóng nảy lên tiếng đầu tiên, trực tiếp hỏi. Liên thành chủ, không nên vội vã, chúng ta bây giờ vây bắt họ có phải là rất đơn giản rồi sao? Thành bên trong bây giờ cũng không còn bao nhiêu người, ta phỏng chừng người của họ cũng đã rời đi nhiều lắm rồi. Bây giờ còn có một ít người thủ thành mà thôi, địch nhân càng ít thì chúng ta chiếm thành càng dễ chứ sao, làm sao phải mất nhiều tinh lực như vậy? Thạch Liễu Tín cười ha ha lắc đầu. Các thành chủ khác đều nhìn Liên Vựng. Liên Vựng cũng cố chấp tiếp tục nói. Liên thành chủ, thành mà ít người thì chúng ta chiếm quả thật dễ dàng, nhưng nếu chúng ta cho bọn chúng chạy đi cả, tương lai hậu hoạn vô cùng. Theo ta nghĩ, thừa dịp đại quân chúng ta đang tràn đầy sĩ khí, nhất cử công phá thành, đem toàn bộ thần nhân của thần giới thứ hai đang loạn lạc ra giết hết, còn có thể uy hiếp những tòa thành trì sau này. Liên thành chủ, đừng có gấp mà, chúng ta đối phó với một tòa thành trì, phía sau còn có 8 tòa nữa. Theo đạo lý mà nói, nếu đối phương thực sự muốn phản kháng thì đã đem toàn bộ nhân lực tập trung ở chỗ này rồi, nếu không thì họ sao lại trượt lui? Chúng ta bây giờ phải tuyệt đối chu toàn, hôm nay để bọn chúng toàn bộ lui đi, chỉ lưu lại một chút ít quân đội, cẩn thận không là mắc mưu. Chúng ta sau khi cử thám tử đi thăm dò, sau đó có tấn công cũng không muộn mà. Thạch thành chủ nói rất có lý, cẩn thận một chút vẫn nên. Biết đâu được, trong khi trong thành bọn chúng có bố trí một số trận pháp dẫn dụ chúng ta vào. Nếu chúng ta tùy tiện tiến vào, bị bọn chúng bao vây, khi đó hối hận cũng không kịp đâu. Thạch Liễu Tín vừa nói xong thì Lý Phong lập tức tán đồng. Lời của hắn cũng quả thật có đạo lý, nếu thực sự bị vây ở bên trong, bọn họ có muốn khóc cũng không kịp. Ta thực sự lỗ mãng, cũng may Thạch thành chủ tính toán chu toàn. Liên Vựng cùng mấy người thành chủ nhất thời thấy mình khuyên nhủ không có tác dụng, lại cũng không đủ lý do phản bác, chỉ có thể tiện đường rút lui mà thôi. 2 năm sau, bọn Hồng Quân vẫn cứ như thế chậm chạp, thảnh thơi tiến tới Thái Bình Thành. Cuối cùng cũng đến nơi, bên trong thành 200 vạn binh sĩ cũng không có hành động gì, đồng dạng với 1.300 vạn liên quân bên ngoài giống nhau. Trong năm đó, hai bên không có phát động một hành động gì. Một số thành chủ gọi cuộc chiến này là cuộc chiến tranh quỷ dị. Một đại quân cách xa thực lực như vậy, có thể nhìn một tòa thành yếu ớt trong 5 năm, không thể phủ nhận đây chính là một kỳ tích. Hồng tiên sinh, rốt cuộc ngài đã đến rồi, chúng ta làm theo lời ngài phân phó. Trong khi chờ đợi bọn họ đến đây, chúng ta đã cho thần dân dần dần rời đi. Chính là khi thần nhân chúng ta rời đi hết mà bọn chúng vẫn không có tiến công, ta cũng không có biện pháp gì trước tình huống này cả. Thành chủ phủ Cửu Thiên đã buông tâm, không còn màng trách nhiệm của mình là chủ đạo mà chờ đợi kỳ tích từ Hồng Quân. Một kiếm giết chết 7.000 thần nhân, cùng nghịch cương hai người săn bằng Lạc Phượng Thành, giết hại hơn phân nửa thần nhân. Kỳ tích này sớm đã truyền đi khắp nơi, những thần nhân bình thường giờ này xem Hồng Quân như thần tượng, ngay cả mấy vị thành chủ cũng không khác gì là tôn hắn lên làm thần tượng. Cửu đại nhân thật khổ cực rồi, lần này đối thủ của chúng ta quả thực không tầm thường. Thế nhưng mọi người có thể yên tâm, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là của chúng ta.
Hồng Quân cười cười, Thạch Liễu Tín mà không đánh vào thành thì có khác gì phá vỡ hết kế hoạch của hắn. Vốn Hồng Quân định hy sinh Thái Bình Thành và một vài bộ phận thần nhân để cho bọn họ thua mà lui, khiến cho quân của thần giới thứ nhất hấp dẫn mà đuổi theo, từng bước tiến hành kế hoạch. Bây giờ xem ra có khi phải thay đổi, mục đích làm hấp dẫn địch nhân vẫn là mục đích chính, buông tha cho bọn chúng ngư, điều đó là không thể. Sư huynh, có khi phải đánh đấm một hồi rồi. Hồng Quân xoay người lại, nói với Liễu Hàn Thư. Hồng Quân nắm tay lại, hét vang trời. Hành động này chính là trả lời Hồng Quân, không cần phải nói thêm cho tốn nước miếng. Chờ một chút, loại này không thể thiếu ta được. Gần đây ta lĩnh ngộ càng ngày càng cao, lần này phải thử xem một kiếm đầy uy lực của ta. Ha ha. Nghịch Cương cũng là ha ha cười đi theo. Theo lời lão nói là lão hoàn toàn chưa luyện thành nghịch thiên nhất kiếm. Nghịch Cương có nằm mơ cũng mơ thấy một kiếm của mình như uy lực như của Hồng Quân. Được, ngày mai chúng ta đi khiêu chiến. Cựu thành chủ, ông có thể chuẩn bị một số binh lính. Ngày mai chúng ta ba người ra ngoài khiêu chiến. Ông cho toàn bộ quân sĩ lui binh, đi càng nhanh càng tốt. Hồng tiên sinh, không cần theo chân mọi người ra đánh nhau một hồi sao? Cựu Thiên vội vàng hỏi. Ứng theo kế hoạch thì bọn họ phải chết đi một số binh tướng mới thối lui. Không cần, kế hoạch có biến. Trước hết hãy lui trở về. Chúng ta sẽ có một ngày cùng họ quyết chiến một trận. Trong mắt Hồng Quân hiện lên một đạo hôi mang. Trong khi nói chuyện, vô tình quanh thân hắn phát ra lãnh khí, khiến cho Nghịch Cương và Hàn Thư đều cảm thấy sửng sốt. Một loại cảm giác chợt lóe qua khiến cho hai người cảm thấy ớn lạnh. Nghịch Cương và Hàn Thư không biết Hồng Quân tu luyện Hồng Quân Đạo, tu luyện nhanh nhất chính là ở trên chiến trường. Trước đây trên chiến trường, toàn bộ tử khí của những người đã chết đều tiến vào đan điền của hắn. Loại vật chất này cũng chính là vật chất màu xám vô danh. Tại vô danh không gian, màu xám vật chất chính là do những tử khí của người chết và oán lực biến thành. Những người chết lại một lần nữa chết, tinh lực toàn bộ biến thành loại vô danh vật chất này. Tất cả trí nhớ, tu vi đều biến thành màu xám vật chất, vĩnh viễn biến mất. Tại vô danh không gian, người chết sau khi biến thành vật chất màu xám, mà Hồng Quân cảm giác trong nguyên anh của mình có thể thải xuất ra một chút màu xám vật chất. Chỉ cần một chút ít thôi cũng khiến cho người khác khó mà chống đỡ được. Nghịch Cương và Hàn Thư cảm nhận được loại lãnh khí này chính là do nguyên anh Hồng Quân sơ xuất ra một chút vô danh vật chất, lại hấp thu thêm một chút vật chất. Bên ngoài Thái Bình Thành, tại doanh trại chính của Thạch Liễu Tín, khi mà Hồng Quân ba người đến được Thái Bình Thành thì bọn thám tử của Thạch Liễu Tín cũng phát hiện toàn bộ sự việc trong Thái Bình Thành, càng có thể xác định bọn họ đã đoán đúng. Báo, có quân vụ khẩn cấp. Thạch Liễu Tín đang nhíu mày vì không biết thần giới thứ hai có mục đích gì, thì đột nhiên bên ngoài có binh sĩ báo tin. Tiến lên và nói đi. Rõ, đại nhân. Một trung phẩm thần nhân đi vào đại trướng, cung kính đối với Thạch Liễu Tín rồi nói. Bẩm báo thành chủ, Hồng Quân thành, Nghịch Cương thành chủ, Hàn Thư phó thành chủ, còn có tổng thành chủ Hồng Quân buổi chiều ngày hôm nay đã đến Thái Bình Thành, bây giờ đang ở cùng Thái Bình Thành thành chủ Cửu Thiên. Được, truyền tin cho 50 vị thành chủ, sáng sớm ngày mai chuẩn bị công thành. Bọn họ dũng cảm tới đây, trời cũng giúp ta rồi. Thạch Liễu Tín điên cuồng cười. Gã binh lính đưa tin cũng khó hiểu khi thành chủ của hắn sau khi nghe tin ba người Hồng Quân lại hưng phấn đến như vậy. Ngươi tưởng muốn lôi kéo ta lại bị ta kéo đến chỗ này? Bên trong thành của ngươi có khoảng 200 vạn, ta có hơn 1000 vạn, lại có trận đạo cao thủ, thiên thần khí lần này chắc chắn phải thuộc về ta. Thạch Liễu Tín trong đại trướng vẫn điên cuồng cười to, chỉ là bên trong trướng đã bị hắn bố trí cách âm trận pháp. Bên ngoài căn bản không biết ở bên trong hắn lầm bầm lầu bầu và cười như một thằng điên như vậy. Thạch Liễu Tín trước khi chết đã thống lĩnh rất nhiều quân đội, tham gia không ít chiến tranh. Kế hoạch của Hồng Quân dụ địch hắn chỉ liếc mắt qua là đã biết. Chính vì biết kế hoạch của Hồng Quân nên hắn không dẫn binh công thành, chính là tưởng Hồng Quân phải vác xác tới. Hôm nay Hồng Quân ba người đã tới Thái Bình Thành, Thạch Liễu Tín hoàn toàn không có băn khoăn. Đối phó với 200 vạn binh sĩ cùng với ba người, Hồng Quân có trong tay thiên thần khí phảng phất như đã nằm trong tay của hắn. Ngày thứ hai, Thạch Liễu Tín lệnh cho 50 vị thành chủ. Những vị thành chủ này tự mang quân đoàn của mình tiến tới gần Hồng Quân thành. Hắn còn chưa kịp ra lệnh tấn công Thái Bình Thành thì đột nhiên từ trong thành bay ra ba người. Hơn 1000 vạn thần nhân binh lính của thần giới thứ nhất đều nghi hoặc nhìn ba người phía trước, muốn ngăn cản sự tấn công của bọn họ. Ít nhất có đến hơn 100 vạn người trước mặt, chỉ có ba người bay ra, đúng là tự đi tìm cái chết rồi.
Kính thưa quý vị, tập 25 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy đón nghe tập 26. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.